Chào mọi người nha. Hôm nay lại đang thiết kế một cái gọi là giỏ đựng cá, đựng cua các bạn. Mùa này chuẩn bị cái mùa mưa đến rồi. Nay ngoài đồng ngoài ruộng lúa nhiều cá nhiều luôn lắm. Mà những cái loại kia thì xài không bao nhiêu, vô hư. Nay mình thiết kế một cái gọi là món độc đáo hơn. Cái loại này thì bao hư luôn. Nhưng mà không bao bể nha. Rất cái là toang luôn. Mày mà đi bắt cá, bắt cua, bắt đâu xa mà gặp ai mà dành của mình á, cái này là mình toang luôn. Đó, mình phải cột cho nó chặt chặt có nhiều lớp các bạn. Ok. Wow. À. Trời ơi. Mình nghĩ nó nhẹ lắm mà gì nó nặng chứ. Đây. À. Vậy là mình bảo cái không vừa bẻ các bạn, không rớt luôn. Ok. Giờ anh em mình đi. Không sợ bị đứt cổ hả? Không. Sợ bao chắc mà sao đứt cổ được. Trời, không được, không sao. Đúng. Được rồi. À đù, hay quá. Các bạn thấy mình không có gì cái các bạn đi đồng đi này đi nọ á, mình sắm những cái loại như vậy các bạn. Trời tuyệt vời. Đựng cái gì cũng được hết á, đựng nước uống luôn. Tại nguyên đêm hôm qua mình đang ngủ các bạn, mình nghe một tiếng động âm. Bạn biết gì không? Ông trời ông đánh thức mình, ông bảo rầm. Mà hỏi gì vậy? Mà hỏi ông có gì vậy ông? Ông kêu trời mưa rồi mày. Mày vô đây bắt cá bắt cua nhiều lắm, nước tao cho rồi. À, mình linh vậy. Chơi giờ bây giờ giờ chơi với ông trời luôn hả? Mày không hiểu. Tao kêu à. Lên mày vô không nước sao không? Mày không nước mình lên mày kiếm lại con cóc. Sao lại ăn cóc? Thì người ta kêu là con cóc là cậu ông trời. Thế ăn à, cóc thì trời chửi cho. Thì mà tao không cho mày nước thì mày ăn con cóc, mày hỏi cóc tao xuống tao kiếm mày. Mày hay không? Mày giờ sáng giờ kiếm cóc chưa ra, nước không có. Má. Ông trời này ông chơi gọi là ông chơi bá đạo á. Mà khi tỉnh dậy cái đúng thấy chúng thấy trời mưa thôi các bạn. Toàn vậy đây, thấy trời mưa. Wow. Mình ra liền, mình thiết kế cái lưu liền, ra liền. Ôi trời. Khôn thấy này, anh khôn ra rất là nhiều. Mày nghĩ, ôi nước nè. Vậy là thật. Trời. Giấc mơ là có thật. Adu. Thằng nào, con nào ra trước rồi. Nó hốt sáng mình chưa, nó hốt sáng rồi. Bây giờ thử buổi lặng loạn nơi anh chậm một giây là người khác nó hốt anh ơi. Trời. Thôi rồi. Chậm một giây là người khác nó hốt okay rồi. Con xin lỗi ông trời nói con. Đúng trời mưa nhưng mà tại con ra muộn, người ta hốt tay trên giờ trễ xíu là thằng khác nó hốt không rồi, sao dễ gì kệ nó, có mấy ốc mấy con này bắt về tạm xài đỡ cũng được, kệ cũng được, không có chó bắt mày ăn phân cũng được. Không phải đừng nói ôi có cái hàng thấy không có gì lạ thấy có gì nó lạ nó lạ nhưng mà không lợi không á đủ. Ấy đù. Cái gì? Con chim chép. Đâu? Đây. Ông vào xem thử coi. Chim chép giờ hàng hiếm lắm nha. Bây giờ bị thuốc tẩy hết bị hả? Thuốc tẩy hết rồi, thuốc trừ sâu hết rồi. Bây giờ kiếm một con chim chép mà đàng hoàng khó lắm. Còn dễ nữa. Đây nè. Thấy không? Chim chép ở trong hang ra. Kỳ ta. Có Âu cũng có do là tạo hóa đã sắp đặt. Chắc ông trời hôm qua ông bảo tao thì ông trời ông nói qua mày xuống mắt đi, có những kiểu kỳ lạ cho mày lắm. Hỏi gì không? Cứ đi bắt đi, ngày mai mày mới sẽ biết. Mày mới hỏi ông, mày ông nói đi. Ông mới chửi mình kêu bố mày ngày mai bắt đi nghe, không người ta không cho mưa. Ông nói vậy. Tạo hóa cũng sắp đặt. Ông là tạo hóa. Có nam là phải có nữ. Đúng không? Có con chim chép phải có cũng phải có con hến. Đúng, chim chép phải có hến. Bây giờ để em bắt thêm. Sao không? Chết mẹ nó. Mổ sâu quá, cứng quá. Móc nãy giờ được con chim chép mà cũng nó chết. Móc không được hả? Móc không được hả? Đang móc nhẹ quá, đang móc này từ từ móc nhẹ nhàng. Móc mạnh là cũng con cua nó kẹp chết bố. Thì ráng móc đi. Móc cua là bản năng của anh Lợi mà. Anh Lợi không biết móc cua thì anh Lợi đi về nhà lại qua Thái Lan lại sống luôn đi. Bây giờ nghe nói Thái Lan tốn tiền mày biết sao không? Thái Lan tốn tiền lắm.
bây giờ tao muốn đi lắm nhưng mà thiệt tình chưa ai bảo lãnh tao không đi được. Chuyển giới giờ rẻ mà, giờ bây giờ có mười mấy triệu là chuyển được rồi. Phải hả? Dạ. Mấy giờ tao thích cái thằng kia giờ sao ta? Chuyển giới đi. Có 15 triệu nằm xuống cắt cái rột cái là xong. Có gì đâu mà lo gì. Thôi khó quá. Nghe chịu quá thì con nào hết được hai con ốc. Đi qua lỗ khác. Không biết dạo này không biết do trời nắng hay thay đổi kiểu chiều á. Dạo này mình lại thích chơi hoa mà thích yêu đi móc cua. Tao thì mấy sao tao không thích chơi hoa. Mà tao thích tao chơi bông. Bông hả? Ừ. Sao vậy? Bông nhỏ hơn hoa hay hoa lớn hơn bông? Cái hoa biết sao không? Người ta kêu hoa. Nhưng mà bông nó nhẹ nhàng rồi. Mình bình thường người ta hỏi: "Ôi, mày chơi hoa đừng chơi hoa, mà chơi hoa là coi chừng là hoa nó cắn ngược lại mày. Mà chơi bông á, bông không vừa cắn ngược lại mày, bông ngược lại bông còn cho mày thêm." Đúng không? Là người ta nói vậy. Bông với hoa là một đúng không? Không. Mày có giờ mày nghe cái chữ mà bây giờ mày nói tao một nghe mà nghe coi coi. Bây giờ mày có nghe cái từ mà gọi là bây giờ giả sử cái điên điển á, mày gọi là hoa hay là bông? Hoa điên điển. Không. Diêu bông hỡi, diêu bông. Sao em nỡ vội đổi tính rồi. Bây giờ cái liên quan cho hoa điên điển đâu? Lạc đề. Em chẳng thấy từ hoa điên điển nào ở đây hết. Nhưng mà nó là có từ bông. Bông điên điển. Vậy mình sai hả ta? Ồ. Thôi đi sâu rồi, nãy giờ toàn là bắt từ nãy giờ ốc không các bạn ơi. Đến sâu một người mà. Cho nên mới có một bài: "Bởi tôi đến sâu một người, bởi tôi đến sâu người ta, thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói." Đó. Mày nói gì mày sai. Vậy? Mày đến sâu là mày đến sâu người thông minh á. Chất gì nó đến sâu, đã đến sâu rồi còn mừng ăn cái dược kia. Đến sâu là mày mới gọi là một người đẳng cấp á, đến sâu á. Mày ngu mày không hiểu. Ý sao tao đến trước hay đến sau? Nó mày hẳn cao 11 ngày. Sao? Bây giờ mày là người cô gái đúng không? Ừ. Mày thích cái nhỏ kia. Ừ. Mà cái nhỏ kia nó có người yêu rồi. Ừ. Mày kiếm cái nào mày tá cái nhỏ bỏ người yêu nó không mày? Đúng không? Bỏ người kia theo mày là mày đẳng cấp chưa? Đúng không? Nhưng mà ngược lại á, khi mà thằng nó đi rồi á, ừ, nó để cho mày. Ôi trời. Nỗi buồn. Nỗi buồn chơi bơi. Nỗi buồn chơi bơi. Nỗi buồn chơi bơi của Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà mày. Ủa vậy hả? Nỗi buồn chơi bơi. Nỗi buồn chơi bơi gì đó. Mà mày nghĩ đúng không? Mà khi giờ hỏi câu mày thích nhỏ kia, mày buộc mày phải tá sao nhỏ kia nó bỏ người yêu nó đúng không? Để theo mày. Thì tất nhiên đó là mày người sau là mày hạnh phúc rồi. Khổ đó, cái thằng kia nó xích một cái cọng xích như mà cọng xích xe bò á, làm sao mà mình cắt được cọng xích đó. Ủa, nó xích xe bò. Mày mới chơi xích xe rồi xe tăng á. Mình có gì? Mình chẳng có cái gì mà mình để mình hơn thằng kia. Xấu trai đúng không? Cái được cái thông minh anh lại không đúng không? Anh lại được cái gì? Anh lại chỉ được một cái thông minh thôi. Đẹp trai anh lại cũng không đẹp trai. Mày nghĩ sao? Mày nghĩ đúng sao? Không? Mình nghĩ sao tao không có gì? Tao có một cái hũ vàng trước này không? Ừ. Ờ hay chưa? Rồi nói chung là đến sau nó khổ lắm anh à. Mày không được, cái vấn đề này tao không có bàn cãi mày thôi, nhưng mà đến sau là người sung sướng nhất. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Cứ thì tất nhiên thì thằng kia nó thằng người yêu trước đi rồi để lại một gọi là một cái gia tài và tài sản rồi gì nữa. Đúng không? Ờ. Đó, thông minh mày vậy mày phải cảm ơn thằng kia. Cảm ơn trời. Ờ. Nãy giờ mình quên nói chuyện, nãy giờ mình nói chuyện hoài tao quên, tao bỏ mất tim mấy cái hố tao móc. Cảm ơn trời cho anh gặp em đúng lúc. Ừ. Anh yêu em. Anh yêu cả mẹ em, lộn, anh yêu cả em và anh yêu cả ba đứa con của em. Ba đứa con của em cứ xem là con của anh đi. Thì em cứ nghĩ là nó là con quên. Đúng rồi. Cho nên em mới kêu là làm đàn ông nó khổ lắm. Cứ để có hai luôn. Ừ, giơ đánh lên được không? Nặng lắm. Tao dở này đấy, thôi được dở đá nữa. Không, đúng rồi. Tao với quanh năm buôn bán, ở năm xong mà nuôi đủ năm con với một chồng. Đó, thôi rồi, đấy là từ mình có ai nghe, mình bỏ xuống để mình nhấc đá nghe các bạn. Ờ. Nặng quá, gây khổ. Có làm đó không? Để mình dở thôi, để em dở thúc đá nha coi. Ê, mày để ý, mày canh thôi. Biết rồi. Nhớ ý là có chỗ vườn nào không? Không chết luôn. Ờ. Cái gì à? Hư lúa. Hư lúa rồi. Rồi. Ôi cái cục đá nó nặng quá, nào khó bỏ qua đi anh ơi. Chua. Anh
anh già cả rồi, mất công là gãy xương sống là không ai cứu nổi. Sáng thì sáng giờ bắt được mấy con cua, không một con cua luôn, đi muộn quá bị mấy bị mấy người khác hút tay chân moi móc hết rồi. Biết sao giờ? Giờ về thôi, kiếm việc thì mới ốp rồi đủ quá. Nè bà con nè, sáng giờ đi lang thang, sáng giờ kiếm được mới ốp. Mấy con này thì ăn xỉ răng á. Ừ, thôi kệ nó. Chấm mút. Có còn hơn không? Chấm mút. Về nhà lỡ mà ba mày hỏi đâu sáng giờ kêu dặn đi ruộng lúa, con đi chăm sóc nhổ cỏ lúa. Ôi. À đúng rồi, làm cho cái lỗ nó sạch sẽ xíu đi. Dạng giống như là mấy chục năm không dọn cỏ sao mà tùm hết lên. Cái đó sao tao biết được. Cái đó người chủ nhà ta dọn cái đất nhưng mình đi chọn người ta, mình bảo mình dọn giùm người ta chẳng khác nào là mình gọi là người ta kêu mình ăn cơm nhà bắt tù và hàng tổng hả? Không đúng. Đúng không? Kệ nhà ta, kệ ta tự dọn. Cái này mình gọi là mình đi ăn vụng đúng không? Đi ăn trộm vụng, ăn trộm đất người ta, mò người ta. Phải khéo léo. Chứ để nhà biết là chết, hiểu không? Chết. Chết. Chết đấy. Điểm. Chết đấy. Lúc đó mẹ không có đường về. Nó có thổ thì sao quá. Tao thấy rồi. Thấy gì nữa? Đừng, để tao tạt nước vào, tạt nước vào cho nó ra. Rồi, tạt đi. Cho nó xíu nước. Khô quá hả? Khô quá thì bơm nước vào cho nó nhần cho dễ. Trời ơi, vợ con sầm là một vợ hai con rồi mà. Là hôm nay này là thông minh ra rất là nhiều rồi đó. Tao bơm vào cho nó, bơm nước vào cho nó chảy ra. Nó có rao? Đây, đang chảy từ từ nè, từ nè. Ờ, thì biết, em vẫn thấy mà. Ra con. Làm gì á? Đang đập cho nó bí hơi nước dồn cho nó, bí hơi nó chạy ra. Bí hơi xin bụng chết luôn á. Mày nó nè. Dọn cỏ sạch ra đi ông thằng. Ê đù. Cái gì? Ôi mày ơi, có cái rễ cây kỳ lạ mày ơi. Đâu rễ cây đâu? Đây nè. Rễ cây gì mà to mày? Từ từ tụng lại. Tụng lại cây ơi. Ôi, đang đâu? Trời. Thôi rồi, mày thật ra cái rễ cây mà. Rắn thì để cây đâu ra, để cây nào mà to thế này đâu thế mày. Rắn, rắn. Rắn gì mà không tồn tại? Nó chết rồi. Mày nhìn tao nè. Sao? Trời ơi, mới sáng sớm bước người rồi. Ôi. Thiệt tình là mày đã đổ cổ ao. Không được. Bây giờ sao con rắn nó bị sao? Ủa? Rắn chết rồi, rắn nó chết rồi. Chắc chui hàng chết bà nó rồi đâu nữa. Bà rồi. Thấy không? Chết rồi. Chết mẹ rồi. Mùa này thì trong ngoài ruộng rắn nước mà đầy. À, cái ba cũng rắn nước. Chết rồi phải không? Sống sao nổi mà sống. Đường nào mà sống nổi. Chui vô hang hả? À? Chui đây có hang hả? À. Ừ, sống, nó sông sang này, sang này, hành chi này. Hành chi này, tao sờ đây, tao thấy nó lạ, nó trơn. Ừ. Ôi trời, đúng rồi nè. Chết rồi. Chết tươi rồi. Ừ, rắn này chết rồi. Ừ. Phải nước theo nó có bị ngộp nên chết đuối à. Có lẽ nó hay. Coi nó chắc nó bị ngộp thở chết đuối rồi. Đuối nước rồi. Đúng không? Ừ. Kệ không sao đâu. Ừ, ok. Xem nó coi xem. À lại sờ xem nó còn nóng không? Còn nóng thì về thịt được, nếu mà nó lạnh thì chắc không thịt được đâu. Thì người ta vẫn nói câu là thịt ngay khi còn nóng mà. Chết thì chết nhưng vẫn còn nóng. Sao vậy? Nó mát, tao nghe nó mát. Nó mát à? Ừ. Không có nóng. Mà thôi tao có thương không ăn đâu. Chết à? Ừ. À, mùa này ngoài ruộng rắn nhiều ghê á. Đi cẩn thận mùa này đi. Ừ. Chính là đi phải mang ủng vô, mang bao vô, không mất công bị dính chôm chôm, dính đồ chín chết luôn á. Chắc vậy. Mang bao đồ cho đàng hoàng chứ. Mùa này là mùa sinh sản của rắn mà. Nguy hiểm quá. Tôi sợ. Ngày sao dục với mẹ, hay để đây, hay bỏ ra đâu, lấy cho máy đi. Chứ tao ăn với loại, thôi không ăn đâu. Sao vậy? Chết mà tìm ăn thì ai biết được chứ, hồi nào ai biết nó. Ai biết được hồi đêm hôm qua nó đi đâu.
về lỡ nó bị về nhà bị vợ nó thuốc sao, lỡ nó bị thuốc độc chết sao, sao mà ấy được. Đúng rồi, đang mùa dịch bệnh mà đã kêu bỏ mà nhìn với vẻ mặt thèm thuồng la lím anh lại không chứ nhìn chi nữa, tao đụng chạm nó xong nó cứ quay đầu lung tung vậy. Thì chắc nó kêu anh ơi thịt em đi, anh ơi thịt em đi đó mà. Nó kêu anh ơi thịt em đi, thịt em thơm lắm, thịt em đi mà lại không ăn thì lại uống. Nghĩ sao mèo lại đi chê mỡ. Được rồi, anh ơi thịt em đi, anh ơi thịt em đi, anh ơi thịt em đi, thôi bỏ lại thịt em đi anh ơi. Thịt em đi. Coi rồi. Không thịt luôn hả? Mèo mới chê mỡ. Chê cho đá rồi cũng dục vô trong lưu. Anh tạm thịt, anh miễn cưỡng thịt em đó. Anh miễn cưỡng đấy. À, chứ anh không mày, có... Mày nói nhiều không biết. Tao ngồi tao suy nghĩ rằng lẽ là tao về nhà tao mang cái này thành quả về. Gì mày hiểu không? Thành quả, cái thành quả mày biết không? Ừ. Dù sao mà mình cái thành quả con này nó gấp 10 lần con cua. Cua thành quả. Tại vì nó thần khẩn quá mà bảo sao mà lại không ấy. Mất công mèo kêu mèo với chơi mỡ, chó mà đi chơi phân. Anh ơi thịt em đi, anh ơi thịt em đi. Thịt. Bố mày nói nhiều quá, thôi. Rồi. Thôi mình về mình về ha. Hả? Cảm ơn em rắn là đã cố tình dâng hiến thân xác lại cho anh. Thì anh mỉm cười anh thịt em vậy. Gãy cổ rồi, sáng đi bồ mày đi gãy cổ sáng giờ mới được có mấy con cua được cách được đánh chết. Kệ được. Kệ. Nó còn nóng mà vẫn còn thịt được lo gì.